Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Không phải khi không mà mình với My đậu trên đọt cây này đâu. Tại vì mình thấy dưới này nó có một cái ống khói nè. Mà ống khói này nó đặc biệt hơn là nó ngay một cái gò đất nữa. Thì đoán chắc là dưới này phải có công trình chứ, đúng không? Ui, cái này phải công trình. Nó là một cái căn nhà đấy. Wow, nhà trong hang à. Hợp lý thế ta. Có người sát. Ui, có khi nào có dân làng. Có dân làng thiệt luôn. Trời ơi, có một bác sống ở đây mình vậy. Sống mình cô đơn lắm á. Ừ, hay là mình về đây mình sống chung nhờ. Ở ké luôn. Nhà này quá trời rộng nè. Hợp lý ghê luôn á. Trời ơi, nhà nhìn gì thôi mà hơi bị thích nhá. Ui, có sách phép luôn. Ui, nhà đã đẹp mà còn có sách phép nữa. Sao mà chịu nổi. Một ít xác dưới xương nè, cái này thì lụm được. Ok nha. Bây giờ á, bác một là chạy tức là không đồng ý tôi về đây sống chung với bác, còn bác đứng yên ở đây là bác đồng ý nha. Đếm từ 1 tới 3 nè. 1. 1 rưỡi. 199. 2. Ôi, không chạy thiệt à. Rồi, là đồng ý rồi. Cổ gần đếm tới 3 luôn nha. Trời ơi. Như vậy là quá là tuyệt vời luôn á. Tại vì cái nhà này á, thứ nhất nó nằm ở một vị trí có thể nói là có cái view rất là đẹp luôn. Wow, đằng trước mặt mình còn có cái đảo có trứng rồng nữa cơ. Có rồng trên đó luôn. Chỗ này hơi bị lý tưởng á nha. Chỉ cần á, dọn hết nước trong cái hồ trước nhà là được rồi. Là nhà này hơi bị đẹp. Quyết định vậy nhờ. Ít hôm nữa mình dời đồ tàn tàn qua đây sống luôn á. Cho đỡ cô đơn á. Có dân làng sống chung hơi bị hợp lý luôn á. Rồi, giờ thì cưỡi mi đi tiếp thôi. Đi. Đi. Đi tiếp thôi. Ê, chưa. Ở đây nó có công trình thêm nữa. Khu vực gì đấy? Một cái bàn. Ồ, cái bàn này liên quan tới phép thuật. Để mình tìm thử. Liên quan đến phép thuật luôn à. Không phải bàn này. Ở đây nè, nó nè. Nó tên là Imbuement Onta. Đây là một cái bàn làm từ những cái viên kim cương. Kim cương hồng. Cái này hơi bị xịn đó nha. Công thức làm ra cái này đắt đỏ lắm. Ui, hợp lý. Đập được không? Không đập được. Cái bàn này cực kỳ cứng luôn. Không thể đập được luôn nè. Nó còn có những cái chỗ. À, biết rồi. Đây là chỗ làm phép. Nhiệm vụ của mình là cần phải gắn thêm 3 cái ở 4, 3 góc còn lại nữa. Để tổng cộng là 4 góc ha. Rồi mình sẽ cho những cái nguyên liệu vào. Rồi cho sách phép vô giữa. Hoặc là những món đồ cần làm phép. Thì nó sẽ thực hiện nghi thức để làm phép thuật ha. Cái này là khá là hay nè. Sắp tới mình sẽ dùng thường xuyên đây. Rồi trong đây thì nó sẽ có những cái kệ sách và chứa sách phép luôn. Wow. Hợp lý thế ta. Đúng nhiều phép luôn á. Ui, chiến này giàu to rồi. Quá trời sách phép luôn. Bỏ túi liền. Bữa nay là tha hồ mà học phép mới luôn nha. Chiến này đi thì mình còn cẩn thận hơn. Mình mang theo cả sách nâng cấp nè. Tại vì cây gậy mới của mình nó cũng sắp nâng cấp được rồi. Nên mình sẽ đem theo nè. Và một cái cường hóa giảm thời gian hồi chiêu. Tại vì mình thấy cái phép bắn ra mũi tên sấm sét của mình nó hồi hơi lâu á. Nên mình sẽ kiểu như là mang theo đồ để có gì mình nâng cấp cường hóa các thứ ha. Cho cây gậy phép mình nó tốt nhất có thể. Rồi, và giờ thì mình sẽ lên đây kiểm tra coi đảo trên này nó sẽ chứa mấy món đồ gì ha. Ôi, rồng. Rồi luôn rồi. Chắc rồng đói rồi, xỉu rồi, đang bay xỉu. Sợ thật. Đang bay mà xỉu chứ. Rồi đáp lên đây coi. Đây là trứng rồng gì đây?
trứng rồng bờ Teric. Đây là trứng rồng bờ Teric ha. Một loại trứng rồng chắc cũng hơi hiếm một xíu, tại vì hôm ra đi mình mới gặp lần đầu luôn á. Kìa, ở dưới có bờ Teric kìa. Đó, hơi bị ngầu nha. Được. Có thêm một loại trứng rồng mới. Từ từ thì mình sẽ sưu tập đủ loại trứng rồng thôi. Ồ, ở đây nó còn có một cái chỗ để mình có thể farm những cái tinh linh nữa nè. Ồ, đây là... Ui, mình sẽ farm thử coi. Coi có rơi ra đồ không? Hy vọng là có rơi ra đồ nha. Né ra mi. Rồi mi cắn chết queo luôn. Thiệt tình đó, mi cắn cái chết queo luôn, kết hàng mình luôn. Nè, ra rồi. Khi mà mình farm những cái tinh linh này á, nó sẽ có xác suất nhỏ thôi. Ui, tinh linh này được cường hóa rồi, mạnh quá. Hơi bị trâu luôn. Chưa, từ từ để mình tiêu diệt nốt. Nốt cái tinh linh này cái mình sẽ nói chuyện tiếp ha. Đó, rơi ra tiếp nè. Ui, táo vàng luôn. Nó sẽ rơi ra những cái bột tinh linh này. Cái bột này thì nó sẽ là nguyên vật liệu chính để mình cho vô cái bàn làm phép hồi nãy mình gặp ở gần ngôi làng ấy. Đã nha. Bột quy lửa này thì nó bị dính lời nguyền rồi, không nên giữ đâu. Ok, như vậy thì chúng ta lại có thêm một cái thông tin mới. Nhưng mà đồ ở trong cái rương này thì mình phải lấy nha. Bỏ ổn lắm. Mình dùng rìu mình đập mình lấy đồ vẫn được, không sao hết. Đấy, mình vẫn giữ được cái lòng spawn. Để có gì mình farm thôi. Mình sẽ tìm đủ các nguyên tố luôn á. Ui dô. Lần này nhiều vậy. Có gậy phép nhưng mà toàn lại đi dùng làm cận chiến thôi. Độc đáo thiệt chứ. Dùng phép tính ra nó còn yếu hơn mình dùng cận chiến á. Đi rồi, làng đi rồi. Yeah. Bữa nay đi là chủ yếu là mình tìm làng á. Tại vì mình muốn làm cái chỗ cường hóa đồ. Để mình cường hóa mấy cái bộ giáp mình mặc nè. Cũng như là đồ pháp sư cho nó một chút cái dòng tốt á. Mà làng thì thường sẽ có rất là nhiều sách để mình làm ra kệ sách cho cái chỗ cường hóa luôn. Vô đây kiểm tra thử coi. Ồ, hello hai bác nha. Ui, đe bọng sao để lung tung đây. À, hình như đây là chỗ của thợ rèn thì phải. Có cúp. Hết rồi. Mà đe hư nữa. Trời đất ơi. Qua đây. Ồ, hai cái rương. Trời. Làng giàu. Quá trời sách luôn. giàu to. Trời đất ơi. Tìm phát có luôn cái chỗ chứa sách luôn nè. Kiếm thêm vài cái chỗ giống như vậy nữa. Ủa, làng được đó nhờ. Chắc mình nhủ ké làng bữa đó nhờ. Được á. Anh đù. Ủa? Ủa sao cái làng này quen nhờ? Ủa cái làng mà có anh người nấm nữa này. Lạ thiệt. Ôi. Nhưng mà sao đây có nhiều con gồng cọp vậy? Đằng kia có hai con rồng cọp kìa. Đừng nói là gần đây có tổ rồng cọp nha. Con rồng đó là nó rất là hung dữ á. Chẳng qua là mình đứng xa nên nó chưa có thấy mình thôi. Chứ mình ở gần là nhiều khi nó cắn mình. Ghê lắm. Rồi, đừng lắc nha. Đừng có giăng game lúc này nha. Đang căng thẳng. Đang lút đồ đó. Rồi, mình đã có được một stack và 44 quyển sách rồi. Có vẻ khá là nhiều rồi đó. Chắc không cần phải lượm thêm sách đâu. Giờ thì chuyển sang mình lượm mấy cái đồ giá trị khác đi ha. Chẳng hạn như đe đồ nè, về sửa đồ. Hợp lý. Rồi lút rương nữa. Giáp ngọc lục bảo. Còn có cục waystone nữa. Lượm không ta? Lượm luôn nha. Để mai mốt mình kiếm thêm vài cục waystone. Mình đi khám phá, mình dịch chuyển tới lui nó cũng tiện lợi. Ôi nhưng mà tính ra mình pháp sư mà sao mình vô làng mình lấy hết đồ của làng thì mang tiếng không nhỉ? Thôi mình cũng có lương tâm nghề nghiệp. Lút miếng thôi. Chủ yếu là lút sách á. Mà mình đã có sách rồi nên thôi đi thôi ha. Ngôi làng này nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Còn giờ thì đi tiếp thôi. Rồi đây có một cái tòa tháp pháp sư luôn nè. Mới nói gặp liền. Vô kiểm tra thử. Thử nhân phẩm. Hy vọng là bán đồ tốt. Ồ, đây là một vị pháp sư.
Hình như là bên hệ bóng tối nè. Bán một cái nâng cấp, một phép Matrix. Hết rồi. Cái nâng cấp này bán giá bao nhiêu? 7 ngọc lục bảo hả? Hơi đắt á nha. Nhưng mà thôi mua luôn đi, cái nâng cấp đó mình chưa có. Ok, 7 ngọc lục bảo. Thường quý lắm người ta mới mua ủng hộ đó nha. Đây, mua được rồi nè. Xong phen. Ghé mỗi chỗ thì mình sẽ mua ủng hộ vài thứ á. Vẫn chưa phải là chỗ mà bán cái sách nâng cấp rồi. Dưới này thì có một cái danh trại của đội quân gần nhà mình nè. Chỗ này thì chủ yếu farm chìa khóa thôi nên bây giờ mình cũng không cần lắm. Đi tiếp thôi. Ui, cái gì đây? Ủa, teo. Cái gì tấn công mình ơi? À, biết rồi. Trời ơi. Ở đây có bộ tộc OT. Oh no. Ui, còn có con gà chơi đồ nữa. Ui, no. Gì mà nhiều thứ nguy hiểm vậy? Ui, chóng mặt. Con gà chơi đồ khủng khiếp. Con gà chơi đồ. Gà chơi đồ nè. Ui, da chóng mặt quá, tấn công hụt rồi. Ui, đừng. Chơi kỳ cục à. Mi ơi, chạy đi Mi. Nó tấn công lực là mệt mỏi đây. Đợi một xíu, mình sẽ áp sát, mình sẽ tấn công nó. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Này này, nó đây, nó đây nè. Này, gà chơi đồ. Cắn nó Mi. Hay lắm. Ngồi luôn, Mi ăn thịt nó luôn rồi. Quá khủng khiếp. Quá ghê gớm. Còn bây giờ thì vô bộ tộc OT nè. Hồi nãy mình đang bay mà nó dám bắn mình với Mi. Nhẫn mạc. Không có tôn ti trật tự gì hết. Mi là cũng cấp 100 đấy. Nè 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 nè, nó tấn công mình nè. Mi qua đây cưng, qua đây. Bữa nay là phải khô máu với mấy thanh niên bộ tộc này thôi. Cô T nè. Cô T. Bộ tộc hả? OT. OT nè. Giỡn mặt hả? Hơi bị mạnh đó. Ui da da da, cháy. Ui, nó tấn công đầu quá. Không được rồi, mình phải kêu nhện ra quýnh tiếp mình thôi. Nhện ra quýnh tiếp đi. Ui da. Mình sẽ cho nhện xử mấy cái thanh niên trong bộ tộc ha. Còn mình sẽ vô xử tên tộc trưởng. Tên tộc trưởng. Ui. Hắn bắn ulti. What the hell. Rồi luôn, hắn ulti chết hết nhện mình ơi. Ấy dạ. Tạo ra nhện thêm mới được. Tấn công tiếp. Ui, hắn bắn ulti tiếp kìa. Sao Mi nãy giờ không quýnh tiếp anh cưng. Ui, Mi không có tham gia trận chiến này tiếp mình được rồi. Mình phải chiến đấu bằng thực lực của mình thôi. Hắn cứ ulti hoài. Ulti hả? Rồi xong rồi. Ui, con gà chơi đồ nữa. Sao gặp hoài vậy? Cắn nó nhện. Này thì gà chơi đồ. Mệt mỏi thiệt á. Ui, trận chiến này hơi căng một xíu. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đã vượt qua rồi. Này thì tộc trưởng nè, lụm luôn cái mặt nạ của tộc trưởng nha. đã. Rồi mình sẽ lụm thêm mấy mặt nạ khác nữa. Đây là cách để mình triệu hồi ra mấy thanh niên bộ tộc làm đệ tử mình á. Còn mặt nạ không? Đây nữa nè. Ôi Mi nha, Mi không giúp anh nha, nhớ Mi nha. Anh nhớ Mi rồi đó, không giúp anh trong trận chiến này. Anh để bụng rồi. Rồi giờ thì ăn rồi đi tiếp nào. Khoan, từ từ. Ở đây có hẳn hai công trình luôn. Ui, hên vậy. Thứ nhất là một tòa tháp pháp sư, thứ hai là một cái ngôi đền. Hôm nay nhân phẩm cao. Tưởng đâu hôm nay số nhỏ chứ. Ai dè, hên không tưởng. Rồi trước mắt là vô đây để thám thính tình hình. Vị pháp sư này là pháp sư hệ gì đây? Wow, cái này là bên... Hình như là... Mystery. Kiểu như là hệ quyền bí ha. Kiểu vậy. Và bán cây gậy với giá là 3 vàng à. Và 4 pha lê phép thuật.
cực rẻ luôn. Không mua thì hơi hơi ổn đấy. Mua luôn nhá. Một cái vậy. Đó, sẵn tiện có cái bàn nè, mình sẽ mượn mình nâng cấp cây gậy của mình luôn. Hai cây gậy của mình đều đã có thể nâng cấp rồi. Mình sẽ nâng trước cây gậy mới của mình đi cho nó lên cấp Advantage. Rồi về nhà mình sẽ nâng cây gậy kia của mình lên cấp Advantage sao. Đây, lên cấp Advantage nhá. Ngoài ra thì vị pháp sư này còn bán cho mình sách nâng cấp lên cấp Advantage đó ta. Thôi kệ, mình sẽ lưu vị trí của người này luôn đi. Và những cái gậy mà nó thuộc những hệ đặc trưng, chẳng hạn như là cái này bên hệ quyền bí đúng không, thì những phép liên quan đến hệ quyền bí này nó sẽ có thêm 15% hiệu lực ha. Khá là tốt luôn á. Trong tương lai thì mình sẽ cố gắng thu thập thêm thật là nhiều những cây gậy thuộc những hệ khác nhau và ép những cái phép liên quan đến nó, thì như vậy mình dùng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Cắt vô, đồ chơi mới. Còn bây giờ thì... Ui, con này láo gì ta? Đợi đó, ta sẽ kêu nhện ra xử ngươi. Đợi đấy, nhện, xử đi mấy cưng. Đúng rồi, cắn nó. Láo tét hả? Láo tét nè, bữa nay mình không cần ra tay đâu. Ui, con gà, gà chơi đồ nè. Láo nháo nè. Hơi bị nóng. Rồi, giờ thì qua ngồi đợi đi. Vậy đâu bữa nay bị cà ghẻ liên tục á ta. Ý, biết rồi, đây là ngôi đền Night Fury. Ôi, trời ơi, ngôi đền này hơi bị đã luôn nha. Night Fury, mình sẽ có thể tạo ra những cái sao ta, nói chung là tạo ra cái đồ để mình có thể biến Night Fury thành những cái hệ khác nhau á. Hơi bị đỉnh, cái này hơi bị đỉnh. Ngủ giấc đi, mình vừa lưu tọa độ xong của khu vực này lại rồi. Để mai mốt mình tiện quay trở lại đây hơn ha. Hôm nay đi thì mình đã tìm được khá là nhiều sách phép mới. Chắc giờ mình về nhà mình học phép là vừa rồi đấy. Hôm nay nhiều sách quá, học sợ học không hết luôn á. Đi, về nhà thôi My ơi. Rồi nha, học luôn nha. Bữa nay là học toàn là phép mới luôn á. Mình sẽ học trên cây gậy cấp cao của mình đi nha. Cái gậy này đã có thể nâng lên cấp Advent luôn rồi. Phải nâng chứ. Cấp Advent đây. Đi rồi. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng tới. Nâng lên cấp Advent luôn. Ui, lên cấp Advent cái gậy nó đẹp cực kỳ. Này. Ồ, nó đã có thêm một chút chi tiết rồi. Nhìn nó cũng lực hơn rồi đó. Đã nha. Rồi, học phép mới luôn nha. Trong đây thì có mấy phép thường, mấy phép tập sự, 1, 2, có 2 phép, 3 phép chứ, 4 phép luôn. Trời ơi, 4 phép cấp tập sự, học trước đi. Thường thường mấy phép này thì nó sẽ ít khi mà có những cái phép có năng lực mạnh lắm, nên mình sẽ test thử ở ngoài này luôn ha. Dù sao thì cũng phải test ở nơi an toàn trước. Ôi trời ơi, nói Iran, cái phép đầu tiên là phép chọi cầu tuyết. Mà cầu tuyết thì bóng tuyết thì nó không có sát thương á. Chọi đi cà khịa thì được. Không hợp lý. Cái này cà khịa có ngày bị bị dí chết luôn á. Rồi phép thứ hai. Ê, ui, phép thứ hai mình test thất bại rồi. Mình là bị văng hết đồ rồi. Cay thế. Có mất gậy không vậy? Ê, mất hết cây gậy rồi. Đây. Đừng có văng đồ nữa. Nope. Thiệt luôn á, quá tam ba bận nha. 2 lần văng đồ đó, chẳng lẽ bây giờ mình văng đồ lần nữa sao? Vậy thì hơi vô lý. Nope. Trời. Thiệt luôn hả? Cái phép đó mình test 3 lần đều thất bại. Phép này phép gì ta? Mà sao khó vậy? Thôi bỏ qua, phép nào khó quá bỏ qua, xíu học, xíu test tiếp. Giờ test phép khác đi. Ồ, phép này mình phải dẫn sức. Ý, đây là phép mình tạo ra một con kiến lửa. Trời, kiến lửa. Rơi vậy? Không biết kiến lửa có mạnh không á. Mình sẽ coi. Cuốn sách tạo ra kiến lửa rồi. Mình đọc sách mình có thể biết thêm được nhiều thông tin về cái phép đó hơn á.
Đây. Và ồ, kiến lửa chỉ tồn tại trong 30 giây thôi. Nó sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mình á. Hợp lý hợp lý. Một phép triệu hồi mới khá là hay. Hết tạo ra nhện rồi, giờ tới tạo ra kiến á. Ý. Cái phép tiếp theo nữa là một phép bắn tim. Wow. Phép mới hay nè, phép bắn tim. bạn nào muốn bắn tim không? Mình bắn tim nè. Hey, bắn tim nè, đỡ đi. Trời ơi, phép thảo thính nè. Coi coi phép này có công dụng gì không. Mình sẽ bắn ra một cái trái tim hồi phục. Sẽ hồi phục một trái tim cho cái đối tượng mà trúng này ha. Và nếu là con quái như là zombie thì nó sẽ bị mất một trái tim. Ồ, chẳng hạn như bò của mình đang bị mất máu nè. Ồ, hồi phục liền. Đó, hồi lên 6 máu nè. Ui, nhưng mà bắn tim phải canh chuẩn nha, không thôi là bắn hụt á. Ủa sao bắn nó bị cong cong quẹo quẹo vậy ta? Ôi, sao thôi được rồi. Nè. Bắn tim là cả một nghệ thuật đó nha, không phải đùa đâu. Ồ, bắn tim cho gồng. Ủa, cho bò nè. Trời ơi, khoái, con mặt khoái chưa kìa. Ui giời. Hợp lý, phép này là giúp mình. Nếu mình có đồng đội thì phép này sẽ rất là hữu ích ha. Rồi. Còn bây giờ còn có một phép mình chưa có test được. Chắc mình phải test lại thêm một lần nữa quá. Cắt hết đồ. Có gì văng cây gậy thôi, không có sao. Lần này thì test thành công rồi. Cái phép này tên là Muffle. Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Từ từ, để mình kiếm cái cuốn sách Muffle cái đó. Nó đâu nhỉ? Đây, phép Muffle. Cái này là bên hệ huyền bí ha. Tức là khi mình kích hoạt cái phép này lên là mình kiểu như là mình di chuyển con quái nó không biết luôn á. Đó, các bạn thấy zombie không? Tức là bây giờ mình sẽ kiểu như là khó bị phát hiện hơn. Mình di chuyển nó không nghe tiếng thì zombie nó sẽ không biết mình dưới này nè. Chứ bình thường mà mình không có cái muffler này á là zombie nó vẫn tự động phát hiện dù không nhìn thấy mình nha. Đây là điểm hay của phép này. Hợp lý. Nó cũng giúp ích mình gì một phần cho mình trong lúc đi khám phá nha. Ripper cũng vậy kìa. Mình không có ở ngang cái tầm nhìn á nên nó sẽ không có phát hiện mình đâu. Chứ không thôi là nãy giờ nó xuống đây nó nổ mình á, banh xác rồi đó. Rồi, nãy giờ là test sơ qua được 4 phép mới rồi đúng không? Giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục test thêm 4 phép mới toanh nữa. Và 4 phép này thì nó sẽ ở cấp apprentice ha, chứ không phải cấp tập sự giống như ban đầu. Đây. Thằng này thì nó sẽ căng thẳng hơn một xíu nè. Để coi. Ồ, phép đầu tiên vẫn là dẫn sức. Bữa nay mình test đi, rồi bữa sau mình dùng phép mình đi khám phá. Phép này là phép tạo ra một cái lều tuyết cho mình. Wow. Mình có thể tạo ra lều tuyết để làm một cái căn nhà trú ẩn được nè. Hay nha. Đây là phép kiểu như là giúp mình kiểu như là ngủ qua đêm cho nó an toàn hơn á. Có cái lều mình chui vô lều mình ngủ nó sẽ an toàn hơn. Đỡ gặp quái các thứ đâu. Cũng hay. Đúng là cấp apprentice ha, từ từ nó cho mình phép hay không à. Tiếp tục nè. Wow. Lần này là một phép tấn công rồi, cuối cùng cũng có phép liên quan đến tấn công. Đây là bom. Bom điện á. Cái này là phải kiếm quái test nữa quá. Mình nghĩ bom điện sẽ rất là mạnh đấy. Đó. Một lần nó có 11 máu à. Ê mà đừng nói chọi vô Ripper nó lại thành Ripper điện nha. Ôi thiệt. Chọi vô Ripper thì nó sẽ thành Ripper điện nha. Nhưng mà được cái này nó có thể tấn công được nhiều mục tiêu. Hay. Tấn công được nhiều mục tiêu là mình thấy hợp lý nè. Và phép thứ 3 trong lần test lần 2 này thì nó sẽ cho mình khả năng nhìn trong bóng tối. Phép đó có tên là Dark Vision. Cho mình 45 giây.
À, nhìn trong bóng tối á. Ồ, cái này cũng khá là hữu dụng nếu như mình đi trong những nơi tối tăm nè. Và phép cuối cùng thì sao? Phép cuối cùng là Fire Sigil. Kiểu như tạo ra một cái bẫy bằng phép thuật lửa ha. Và khi mình đụng vào thì chắc chắn là mình sẽ bị cháy. Vì mình đang có cái bùa kháng lửa nên mình sẽ không bị cháy thôi. Chứ ví dụ ở đây là rồng đi, mình sẽ đặt xuống nè, mình để rồng vô. Úi, rồng cũng không bị cháy à? Đó. Ủa, không bị cháy thiệt. Quê. Kìa ta. Ok, quê xệ vậy. Đây, ví dụ trên mình sẽ đặt trước tầm 3-4 cái bẫy lửa ở đây đây. Dụ nhện vô. Cháy nè. Bị dụ. Bẫy này mạnh cực. Bẫy này mạnh. Cái này đặt vòng vòng nhà để bẫy zombie các thứ hợp lý á. Nhưng mà đối với một vài con thì nó có thể kháng lửa thì nó hơi vô dụng ha. Nó vẫn có nhược điểm là đối với mấy con kháng lửa thì mình sẽ không có tác dụng rồi. Như vậy thì trong lần test phép lần này, mình thấy thì hầu hết các phép mình học được hôm nay nó đều khá là hay và nó đều có một số công dụng nhất định ha. Được thật sự nha. Ui sao bên đây nhiều rồng thế? Trời ơi, rồng đẹp không nè. Gần nhà mình đúng như rồng luôn á. Storm Cutter, Light Fury. Ui. Đằng kia thì có rồng Ace. Quá trời nhiều rồng đẹp rồi. Mình qua đây thì chủ yếu mình coi có băng không. Để mình test thử, ví dụ mình đập mấy cục băng thì nó có rơi ra nước đá, rồi từ nước đá mình ghép lại thành cục băng lại được không? Nghe nó hơi rối não á, nhưng mà phải thử thôi, tại vì bây giờ mình chưa có cúp mềm mại á, thành thử ra cũng hơi khó. Ủa khúc này không có băng hả? Khúc này nó có đá mà. Ủa cướp mình đâu rồi? Oh no, cướp bỏ nhà. Rồi. Như vậy là ý định của mình thất bại rồi. Hầu hết mấy cái trứng rồng ở nhà mình á, nó đều cần phải có cái máy ấp trứng rồng chạy bằng nước cơ. Đây, mà công thức của cái máy này thì lại cần có những cục băng. Mà mình thì không có cúp mềm mại. Thế nên là không làm được rồi. Ui, lại là bộ tập OT. Ghét thế nha. Qua sự đẹp mới được. Mới có phép mới rồi. Mình sẽ cho kiến lửa ra trận thử nha. Test thử luôn. Kiến lửa xuất hiện đi. Ui, nó chích độc mình. Nó bắn mũi tên độc. Ui, kiến lửa cắn đi. Kiến lửa cắn nó. Đó. Kiến lửa đúng mạnh luôn. Cắn đi kiến lửa, đúng rồi. Giỡn mạnh với kiến lửa. Hay lắm. Trời ơi, đèn kiến lửa của mình đúng khỏe luôn á. Mới có 3 kiến lửa thôi mà đã cắn được nguyên một cái nhóm người bộ tộc rồi. Hợp lý nha. Bên này thì có một cái chỗ spawn mấy cái tinh linh lửa. À, chỗ này lần trước mình ghé rồi, mình lấy rương rồi nè. Vậy là có thêm một chỗ để mình farm mấy cái bột nguyên tố rồi. Hợp lý. Bởi vậy mình cũng muốn up lắm á. Nhìn trứng rồng đương nhiên là mà ai cũng thích rồng rồi, nhưng mà mình không có máy up nên giờ chỉ biết ngắm trứng cho đỡ ghiền thôi chứ biết sao giờ. Mà trứng bà tay rít thì hả, up được không? Trứng bà tay rít vẫn phải up bằng máy up trứng rồng chạy bằng nước cơ, thế nó mới khó cho mình đó chứ. Nỗi khổ của người không có cúp mềm mại nó vậy đó. Sau cái buổi học phép này thì các bạn ấn tượng nhất với cái phép nào nhất? Mình thì mình hơi bị ấn tượng với cái phép đó chính là bắn tim nha. Không hiểu sao mình lại hay bị thích xài cái phép này để bắn thẳng vô các bạn vậy nha. Ui giời, đón nhận nè. ngại quá. Đùa chứ. Còn riêng về bên tấn công thì mình sẽ ấn tượng với cái phép bơm điện nè. Mặc dù đơn mục tiêu thì nó không mạnh, nhưng mà ví dụ tầm 10 con zombie tấn công mình một lúc thì cái phép này nó lại phát huy công dụng với nhau. Nên mình sẽ kết hợp vừa mũi tên sấm sét nè và bơm điện ha. Là hợp lý nhất. Đấy, cái combo này mình thấy nó khá là mạnh á. Mình có thể dùng xen kẽ như vậy là hợp lý lắm nè. Còn về cái bàn cường hóa thì bây giờ mình làm ở đây. Rồi mơi mốt mình dời qua bên dân làng sống mình cũng phải làm lại hả?
kiểu mình phải đập ra mình dời á. Nên thôi, chừng nào mình dời qua bên chỗ dân làng mình sống chung, mình sẽ làm bàn cường hóa luôn á. Tại vì hôm nay mình đã có sách rồi, giờ thì chỉ cần chế tạo là dùng được thôi à. Rất là nhanh thôi. Nói chung thì hôm nay là một ngày may mắn không kém ngày hôm qua ha. Hy vọng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát huy cái sự may mắn này và may mắn nhiều hơn nữa. Công Gia Thi xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày khám phá kế tiếp. Bye bye.